Vâng, 2 hôm trước thì em có về được ba chú đấy, ba chú Rogan như thế này. Các bác báo cáo các bác là hôm đó thì đã hết rồi, thì đang nợ các bác nhé. Em đang nợ các bác 2 đơn, thì hiện tại chỗ này còn 2 con nữa các nhé. Súp 30 Rogan, bát 30 thương hiệu Rogan. Con này mà không phê thì không lấy tiền của các bác luôn. Mức giá em Tuấn đã báo rồi, 7 triệu 9 một chiếc, tiền là của đấy thôi. Các bác là ham đồ rẻ thì vẫn có đồ rẻ, vẫn thương hiệu đấy, vẫn em nó. Và như hôm trước em đã nói rồi là em Tuấn cũng đang dùng mà. Bác nào cần thì tí em vào test thử luôn cho các bác. Vẫn còn này, model này hết luôn. 7 triệu 9 một chiếc ạ. Đây là súp Rogan ASV-912. Con này không hay, không lấy tiền của bác luôn. Đây là đường đường này là đường các bác có thể cắm âm ly vào. Đây là đường thể cắm thẳng âm ly. Ngoài ra con này là súp điện nên các bác không cần âm ly, các bác có thể cắm điện thoại, máy tính, laptop thẳng vào luôn được. Đây đường vào, đây đường ra. Đây là tăng giảm. Đúng, được chưa? Thương hiệu Rogan, các bác nhìn chưa? Đây, Poenetic này. Con này chở kháng 8 ôm này. Mystery cái quái gì đây, Dexy năng lần này. Đây là tất cả là tản nhiệt cho công suất của nó. Con này đã có clip tôi khui hàng cho bác rồi. Lỗ thông hơi phía sau. Thì đây, nói đi nói lại thì em Tuấn cứ vào nhà nhé. Em Tuấn cứ quay vào nhà cho các bác. Em cũng đang dùng nó luôn, 7 triệu 9 một chiếc. Chứ không phải nói để bảo chém gió. Em vào nhà, em đang dùng. Không phải bảo em chém gió thôi nhé. Đây, em bật nó lên luôn cho các bác xem này. Đây, cần em thử luôn cho các bác nhé. Em tôi đang dùng này, thử luôn cho các bác xem này nhé. Em Tuấn thử cho các bác nhé, nhưng phải bật tivi. Đây, em Tuấn đang dùng 2 con gần luôn ạ. Bên này 1 con, bên này 1 con. Chứ không lúc các bác lại bảo. Không thấy chưa ạ? Đây nó đấy ạ, nó ở phía dưới đấy ạ. Tại vì là do cái căn phòng này của nhà em nó quá to, nó hơn 100 mét vuông cái phòng này cơ, nên là phải dùng 2 con. Còn những con này nó chỉ hỗ trợ cho các bác những căn phòng tầm 50-60 mét vuông đổ lại bác nhé. Còn căn phòng này của em hơn 100 mét vuông cơ, vẫn nó hết nhá, vẫn là model hết. Bác nhìn đây, ASV-912, được chưa? Đấy nó đấy ạ. Bên này nữa, nói như thế để cho bác biết là đây cũng nó luôn, 2 con. Em nó chưa 2 con đây, mặt trước của nó đây, được chưa ạ? Đấy em dùng luôn. 7 triệu 9 một chiếc, 7 triệu 9 một chiếc ạ. Đây, cần em test thử luôn cho các bác luôn. Nhưng mà test loa súp ấy, em báo cáo bác là em mở loa to quá thì nó cứ phì 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 thế thôi. Báo cáo các bác là mở loa to quá thì nó cứ phì 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 phì, nên là báo cáo các bác là bây giờ có test hầu như là đa số là ít khi ai test súp lắm. Nó test súp thì nghe. Đấy. Có thấy nó phì phì chưa? Đây. Em chưa. Chết đấy. Chết đấy. Các bác đợi em chút nhé, em chọn cái nhạc nào để nó tránh bị bản quyền. Không nó mà dính bản quyền của em là cũng tèo luôn. Khổ lắm cơ, nó liên quan bản quyền, nó rất là mất việc. Nó mà bản quyền thì đúng là tơi luôn. Đấy. Phi phi. Đấy. Êm chưa bác? Phòng rộng như này mà êm du. Báo cáo các bác là không ai test súp đâu. Các bác không nghe được đâu. Nói thật câu là test súp. Nếu như mở mạnh quá để máy gần đấy đấy thì nó rung, nó làm rẽ cả đường mic luôn. Nó làm rẽ hết đường mic luôn các bạn.
Nên em nói thật câu là bây giờ test mic thì nghe nó này. Đấy. Đây em tua đoạn này. Ui. Ui ui. Phê lắm. Mà tóm lại là phê này. Bạn nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn ạ. Đấy là em nói là em cũng dùng 7,9 triệu một chiếc. Vâng, hai hôm trước thì em có về được ba chú đấy, ba chú Rogan như thế này. Các bác báo cáo các bác là hôm đó thì đã hết rồi, thì đang nợ các bác nhé. Em đang nợ các bác hai đơn, thì hiện tại chỗ này còn hai con nữa các bác nhé. Súp 30 Rogan, bát 30 thương hiệu Rogan. Con này mà không phê thì không lấy tiền của bác luôn. Mức giá em Tuấn đã báo rồi, 7,9 triệu một chiếc, tiền nào của đấy thôi. Các bác là ham đồ rẻ thì vẫn có đồ rẻ, vẫn thương hiệu đấy, vẫn em nó. Và như hôm trước em đã nói rồi là em Tuấn cũng đang dùng mà. Mà bác nào cần thì em và em test thử luôn cho các bác. Vẫn còn này, model này hết luôn. 7,9 triệu một chiếc ạ. À, đây là súp Rogan ASV-912. Con này không hay không lấy tiền các bác luôn. Đây là đường đường này là đường các bác có thể cắm âm ly vào. Đây là đường thử cắm thẳng âm ly. Ngoài ra con này là súp điện nên các bác không cần âm ly, các bác có thể cắm điện thoại máy tính laptop thẳng vào luôn được. Đây đường vào, đây đường ra. Đây là tăng giảm. Boom, được chưa? Thương hiệu Rogan, các bác nhìn chưa? Đây, Poenetic này. Con này chở kháng 8 ohm này. Misery cái quái gì đấy, đét sinh niên lần này. Đây là tất cả là tản nhiệt cho công suất của nó. Con này đã có clip tôi khui hàng cho bác rồi. Lỗ thông hơi phía sau. Thì đây, nói đi nói lại thì em Tuấn cứ vào nhà nhé. Em Tuấn cứ quay vào nhà cho các bác. Em cũng đang dùng nó luôn, 7,9 triệu một chiếc. Chứ không phải nói để bảo chém gió. Em vào nhà, em đang dùng. Không phải bảo em chém gió coi nhé. Đây. Em bật nó lên luôn cho các bác xem này. Đây. Cần em thử luôn cho các bác nhé. Em tôi đang dùng đây. Thử luôn cho các bác xem này nhé. Em Tuấn thử cho các bác nhé, nhưng phải bật tivi. Đây. Em Tuấn đang dùng hai con Rogan luôn ạ. Bên này một con. Bên này một con. Chứ không lúc các bác lại bảo. Không thấy chưa ạ? Đây. Nó đấy ạ. Nó ở phía dưới đấy ạ. Tại vì là do cái căn phòng này của nhà em nó quá to, nó hơn 100 mét vuông cái phòng này cơ. Nên là phải dùng hai con. Còn những con này nó chỉ hỗ trợ cho các bác những căn phòng tầm 5 60 mét vuông đổ lại bác nhé. Còn căn phòng này của em hơn 100 mét vuông cơ. Vẫn nó hết nhá, vẫn là model hết bác nhìn đây. ASV-912 được chưa? Đấy, nó đây ạ. Bên này nữa. Nói như thế để cho bác biết là đây cũng nó luôn, hai con em nó chơi hai con đây, mặt trước của nó đây, được chưa ạ? Đấy em dùng luôn. 7,9 triệu một chiếc, 7,9 triệu một chiếc ạ. Đây, cần em test thử luôn cho các bác luôn. Nhưng mà test loa súp ấy, em báo cáo bác là em mở loa to quá thì nó cứ phì thế thôi. Báo cáo các bác là mở loa to quá thì nó cứ phì nên là báo cáo các bác là bây giờ có test hầu như là đa số là ít khi ai test súp lắm. Nó test súp thì nghe. Đấy. Có thấy nó phì phì chưa? Này. Em chưa. Chết đấy. Chết đấy. Các bác đợi em chút nhé, em chọn cái nhạc nào để nó tránh bị bản quyền. Không nó mà dính bản quyền của em là cũng tèo luôn. Khổ lắm cơ. Nó liên quan bản quyền, nó rất là mất việc. Nó mà bản quyền thì đúng là tơi luôn.
Phi phi. Ui, êm chưa bác? Phòng rộng như thế này mà êm du. Báo cáo các bác là không ai tét súp đâu. Các bác không nghe được đâu. Nói thật câu là tét súp. Nếu như mở mạnh quá để máy gần đấy nấy thì nó rung, nó làm ré cả đường mic luôn. Nó làm ré đường mic luôn các bạn. Nên em nói thật câu là bây giờ tét mic thì nghe nó này. Đấy. Đây em tua đoạn này. Ui, phê lắm. Mà tóm lại là phê đấy. Bạn nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn ạ. Đấy là em nói là em cũng dùng 5, 7 triệu 9 một chiếc.